Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Ai còn chạy thì người đó chính là xem thường thần minh. Trong lưu dân bị đuổi đi, hiền nhân mai phục trong đó. Bọn họ là thân phận hiền nhân ở thư viện, nhưng ở bên ngoài là quan viên của thành trì đế quốc nào đó. Cũng là bạn thân bạn cùng lớp, ân sư của rất nhiều thư sinh, võ tướng. Cái gọi là học trò ở khắp nơi, thư viện mấy trăm năm nay thông qua dạy học, truyền võ. Không phải bây giờ sư huynh. Ừm, ta biết rồi. Kết thành một lưới quan hệ rộng lớn. Khi thật sự điều động, đủ để lật đổ thiên hạ. Không thể bởi vì cứu vài người mà bại lộ thân phận. Chia nhau ra hành động. Đám người này không có chút kháng cự nào đối với việc ăn người. Xem ra đã là cuồng tín đồ rồi. Hồng Trần, bọn họ nói thiên tứ đại thần. Ánh sáng đêm dài. Thiên tứ đại thần. Thiên tứ giáng thế. Ngôi sao sáng đêm dài. Thiên tứ giáng thế. Ngôi sao sáng đêm dài. Thủ đoạn mê hoặc lòng người này. Không phải chứ? Ngươi vẫn chưa chết. Sư phụ. Lương Châu, tướng quân, quạ ở trên bầu trời của Lương Châu hình như là càng lúc càng nhiều rồi. Ta biết, đó là để che đậy tai mắt của kẻ địch. Nó đang còn thu thập tình báo, tìm điểm yếu của Lương Châu. Mọi người tăng cường tuần tra, một khi phát hiện khác thường lập tức báo lên. Vâng. Có vết xe đổ của tướng Liễu, ai cũng không biết được đợt tấn công đầu tiên sẽ bắt đầu từ chỗ nào. Chỉ có thể từ bỏ thành trì, vườn không nhà trống, để bách tính lui về phía sau của thành Cáp Mô. Đồng thời, thành Cáp Mô thăng cấp đến cấp 3 còn cần hơn 10 vạn người. Bíp, số người của thành Cáp Mô di chuyển vào 1561. Số người di chuyển vào 1186. Số người đích huyền vào. Số người di chuyển vào. Bình thường, trinh sát ưu tú, tồi tệ, bình thường. Mặc dù có bách tính tố cáo. Đại nhân, ta tố cáo tên đó, hắn là gian tế, chứng cứ. Bắt lấy hắn. Nhưng càng có nhiều gian tế thẩm thấu vào là không thể tránh khỏi được, chỉ có thể tiếp nhận toàn bộ. Còn có hai cơ hội bốc thăm trang bị. Dùng luôn vậy. Bíp, bốc thăm trúng thưởng. Bíp, nhận được trang bị đỉnh cấp. Xương tinh phục. Ẩn bạch bào. Hai thứ này, trang bị hiệp khách trên giang hồ chuyên dùng. Vừa hay, nhân lúc trong và ngoài thành hỗn loạn có không ít tai mắt đi vào, thời cơ chín mùi rồi. Người đâu, đem hai bộ quần áo này qua cho Đồng Phi và Tử Long. Để cho bọn họ xuất phát chấp hành kế hoạch. Biệt hiệu của kế hoạch là Phúc Họa Vô Môn. Đêm đó, nhìn kìa, có người tới rồi. Mặc dù là thay đồ rồi, nhưng vẫn có thể nhìn ra. Đồng Phi và Triệu Tử Long. Bọn họ đêm khuya xuất phát từ con đường nhỏ, nhất định là có nhiệm vụ khẩn cấp gì đó. Nhanh chóng về bẩm báo lại. Chủ doanh của Liên Quân Chư Hầu. Sớm không ra ngoài, muộn không ra ngoài. Cứ phải ra ngoài vào lúc tập kết đại quân, trước khi chuẩn bị tiến công, bọn họ đang muốn làm cái gì vậy? Nhìn hướng đi của hai người này, có lẽ là sắp đi đến Bồng Lai Đảo. Tuyệt đối không phải là đi Bồng Lai Đảo. Ta đoán Trình Đại Lôi đã nhận được ủy thác của phu tử, phái hai người này ra ngoài tìm thứ gì đó. Chọn hai người, Đồng Phi và Triệu Tử Long, chẳng lẽ là muốn chúng ta hiểu lầm cảm thấy bọn họ sẽ đi Bồng Lai Đảo? Có ý kiến gì không? Các ngươi không phải ở trên giang hồ, nhưng giang hồ gần đây không được thái bình. Giang hồ đột nhiên xuất hiện nhiều tiểu thuyết võ hiệp như vậy. Ta thuận theo người kể chuyện và kẻ bán sách để điều tra được Tư Mã Thiến. Người này là người của Trình Đại Lôi. Nói như vậy, hắn là muốn làm đục nước để dễ dàng mõ nước đục bắt cá. Khoan đã, cái này có khi nào là quỷ kế của Trình Đại Lôi hay không? Tung ra lời đồn mặc dù là thủ đoạn có sở trường nhất của Trình Đại Lôi, nhưng ta cảm thấy tất cả chuyện này có hơi cố ý một chút.
có khi nào hắn đang còn bố cục dụ chúng ta mắc bẫy? Nếu đây là cục của Trình Đại Lôi thì khó tránh khỏi là quá phức tạp rồi. Âm mưu các phức tạp, tỷ suất xảy ra sai sót sẽ càng cao, âm mưu cao minh có lẽ là bước đơn giản mới đúng. Trừ khi hắn có thể nhắm vào tình hình mà thay đổi, bất cứ lúc nào cũng tiến hành điều chỉnh đối với kế hoạch. Nhưng Đồng Phi và Triệu Tử Long ra ngoài, cách xa Trình Đại Lôi hàng nghìn dặm, sao có thể giao tiếp thực tế? Ít nhất chúng ta vẫn chưa phát hiện bọn họ có năng lực này. Hơn nữa, trộm sách cổ của thư viện là ta một tay sắp xếp. Lấy đồ lên đây. Những quyển sách cổ này đều đã thu thập hàng trăm năm, côn trùng và chuột gạm rách. Ta không cho rằng trong khoảng thời gian ngắn như vậy Trình Đại Lôi có thể ngụy tạo được nhiều sách cổ như thế. Vì thế, lần này thư viện nhất định là tiết lộ ra một vài thứ rất lợi hại. Chính là ở trong những sách cổ này. Ghi chép lại chuyện trước đây, thư viện bị khống chế nghiêm khắc, phai mờ trong những hạt bụi trên lịch sử. Mọi người xem đến đây xin hãy ấn đăng ký kênh, ấn like và để lại bình luận tương tác với chúng mình để theo dõi những tập mới nhất khi ra nhé. Ví dụ như giai đoạn đầu xây dựng quốc gia, Phu Tử và Lý Man Tử đã từng liên thủ quét sạch thiên hạ. Quét sạch những cái được chủ thượng gọi là đồng loại, được Trình Đại Lôi gọi là dung khí giả.